tiết mục múa với ca khúc Đất nước lời ru, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Thanh Nhàn, với tiết mục biểu diễn của câu lạc bộ Hương Bưởi. Một tràng vỗ tay thật lớn để chúng ta cùng thưởng thức ạ. Và sau tiết mục múa của câu lạc bộ Hương Bưởi sẽ là tiết mục dân vũ của câu lạc bộ dân ca khiêu vũ. Xin mời chuẩn bị ạ. Một màu
xin được cảm ơn tiết mục biểu diễn rất mềm mại uyển chuyển đến từ top nữ của câu lạc bộ Hương Bưởi với tiết mục múa Đất Nước Lời Ru. Một tràng vỗ tay lớn hơn nữa được không ạ?